Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tìm hiểu về sự thật tác dụng bất ngờ của hạt chùm ngây. Đã từ lâu, ngũ cốc nguyên hạt được xem là thành phần dinh dưỡng vô cùng có lợi cho sức khỏe. Do đó, nhắc đến ngũ cốc nguyên hạt, chúng ta thường nghĩ ngay đến một số hạt quen thuộc như hạt óc chó, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt dễ cười, v.v. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ vô cùng bất ngờ khi biết được rằng từ lâu hạt chùm ngây được xem là vua trong tất cả các loại hạt. Đáng chú ý, không chỉ là một loại hạt giàu dinh dưỡng mà chùm ngây còn có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt. Vậy sự thật hạt chùm ngây có tác dụng gì? Sau đây thân mời các bạn cùng tìm hiểu trong video. Sự thật tác dụng bất ngờ của hạt chùm ngây. Hạt chùm ngây là hạt của cây chùm ngây, một loại cây đã được con người tìm thấy cách đây gần 4.000 năm. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, về sau du nhập và được trồng nhiều ở các quốc gia như Đông Nam Á và Châu Phi. Bổ sung sắt, ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy cứ 30g hạt chùm ngây thì hàm lượng chất sắt sẽ gấp 3 lần cải bó xôi. Do đó, sử dụng hạt chùm ngây sẽ giúp cung cấp chất sắt cho cơ thể, tăng lượng máu, từ đó giúp mô, da và cơ bắp chúng ta được khỏe mạnh. Hỗ trợ điều trị sỏi thận. Nhờ những thành phần dược chất quý có trong hạt chùm ngây sẽ giúp cho người dùng lợi tiểu, từ đó góp phần quan trọng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận, viêm tiết niệu hiệu quả. Bảo vệ tim mạch. Các nhà khoa học nghiên cứu hạt giống chùm ngây sẽ giúp giảm béo trong cơ thể, từ đó sẽ giúp người dùng có một trái tim khỏe mạnh. Ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Hạt chùm ngây chứa rất nhiều chất kẽm, đây được xem là chất cần thiết giúp ổn định insulin đường huyết, từ đó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những hoạt chất trong chùm ngây có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, giúp kìm hãm sự phát triển và di căn của tế bào ung thư rất tốt. Ổn định huyết áp. Hạt chùm ngây có tác dụng hạ huyết áp, giúp giảm lượng lipid oxy hóa, từ đó góp phần ngăn chặn ngừa bệnh tai biến, đột quỵ có thể xảy ra. An thần và giúp ngủ ngon. Đã từ lâu, người dân Ấn Độ đã bắt đầu sử dụng hạt chùm ngây giống như một liệu pháp giúp an thần, giảm căng thẳng. An thần từ đó giúp người dùng ngủ ngon và sâu giấc hơn. Do đó, các bạn có thể ăn hạt chùm ngây hoặc uống nước ngâm hạt chùm ngây vào buổi tối cũng rất tốt. Hỗ trợ điều trị xương khớp. Các nghiên cứu cho thấy thành phần chính của hạt chùm ngây có tác dụng giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối. Rất nhiều người bị những vấn đề về xương khớp. Sau thời gian sử dụng hạt chùm ngây, những triệu chứng đau nhức xương khớp sẽ giảm một cách tối đa. Giúp nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón. Nhờ hàm lượng vitamin C cao có trong hạt chùm ngây sẽ giúp người dùng nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón, viêm đại tràng rất tốt. Giúp đẹp da. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng vitamin cao cộng với axit, khoáng chất, vi lượng thiết yếu có trong hạt chùm ngây có tác dụng giúp tăng khả năng thẩm thấu cho da, kích thích sản sinh nên collagen, giúp bạn có một làn da săn chắc và trẻ đẹp. Giúp tóc dày và khỏe. Nhờ hàm lượng vitamin dồi dào có trong hạt chùm ngây sẽ giúp người dùng nuôi dưỡng và chăm sóc tóc từ bên trong, từ đó giúp người dùng có một mái tóc dày và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hạt chùm ngây còn mang lại nhiều tác dụng như tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ điều trị bệnh phong thấp, táo bón, dung sáng, đau lưng. Địa chỉ mua hạt chùm ngây chất lượng và uy tín. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác thương mại Nguyễn Trần Cóc có bán các hạt chùm ngây chất lượng với giá là 400.000 đồng một ký. Khách hàng mua 5kg sẽ được tặng 1kg và mua 10kg được tặng 3kg. Tại đây, hạt chùm ngây cùng các dược liệu khác được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao trong nhiều năm qua. Sản phẩm hạt chùm ngây của công ty Nguyễn Trần Cóc cung cấp có nguồn gốc tự nhiên. Hạt chùm ngây được lựa chọn từ những hạt già, chắc, phơi khô kỹ, đóng gói cẩn thận. Vì vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng hạt chùm ngây tại công ty Nguyễn Trần. Để mua hàng, các bạn có thể đến tại công ty Nguyễn Trần Cóc, số 860-14, Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh, hoặc có thể liên lạc qua số điện thoại di động 0906 852 188 để được biết thêm về chi tiết về sản phẩm và hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video về hạt chùm ngây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.